Có một sự cải tiến khá thú vị sắp xuất hiện trong thế giới tai nghe vào năm 2022. Ta-da! Đó là tai nghe vô hình. Chuẩn, bạn không nghe nhầm đâu. Thiết bị này lặng lẽ truyền sóng siêu âm qua không khí. Bạn sẽ cảm thấy như thể mình đang đeo một cặp tai nghe thật vì trong khi truyền sóng siêu âm, nó sẽ hội tụ sóng vào các túi âm thanh ngay bên ngoài tai của bạn. Nếu có người đứng xung quanh bạn trong phòng, họ sẽ chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thầm mà thôi. Nếu đeo tai nghe vô hình, bạn sẽ được đắm chìm trong không gian âm thanh 3 chiều, nhưng tại vị trí cách bạn 1 mét về mọi hướng, âm lượng sẽ giảm đến 90%. Nếu bạn quay đầu hoặc di chuyển, nó sẽ kích hoạt các cảm biến chuyển động chịu trách nhiệm cho việc nhận dạng khuôn mặt. Cảm biến này sẽ theo dõi tai của bạn để đảm bảo âm thanh đến đúng chỗ. Khi mới xuất hiện, tai nghe chỉ có một bên duy nhất. Vào những năm 1880, các nhà sản xuất điện thoại đã sử dụng một phiên bản đơn giản hóa của thứ mà ngày nay chúng ta gọi là tai nghe. Họ phải kết nối nó với một cái máy kỳ quặc cùng với một miệng loa để truyền đi âm thanh. Bản thân chiếc máy đó nặng từ 3 đến 5 kg và người vận hành sẽ đặt nó trên vai. Các nhà phát minh không thực sự có ý định làm tai nghe di động, hoặc ít nhất là vào ban đầu. Vào những năm 70, mọi người chủ yếu sử dụng tai nghe để nghe nhạc tại nhà. Sự thay đổi quan trọng trong lịch sử tai nghe chỉ xuất hiện khi Sony phát hành máy Walkman. Mọi người muốn có tai nghe di động để nghe các bài hát yêu thích ngay cả khi họ ra khỏi nhà. Nếu bạn thấy một bên tai nghe không dây hết pin nhanh hơn bên còn lại, thì hãy nhớ rằng bạn không phải là người duy nhất gặp vấn đề này. Lý do là vì tín hiệu ở hai bên tai nghe của bạn không mạnh như nhau. Ví dụ, nếu sự chênh lệch là 15-20% sau khi bạn sử dụng cả hai sau một khoảng thời gian, thì vâng, có thể tai nghe đã gặp sự cố. Nhưng nếu sự khác biệt chỉ là 5%, thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Lý do là vì hệ thống đã làm tròn dữ liệu pin đến từ mỗi tai nghe. Vì vậy, mức pin sẽ phụ thuộc vào nơi mà bạn cầm điện thoại. Có thể là gần tai nghe bên trái hoặc bên phải hơn, hoặc phụ thuộc vào độ dẫn điện của một bên đầu. Có thể bên đó che chắn nhiều hoặc ít tín hiệu hơn. Nói chung, tai nghe không dây có kết nối độc lập, vì vậy mỗi bên sẽ sử dụng năng lượng ở một mức độ hơi khác nhau. Nếu bật chế độ máy bay khi chơi game trên thiết bị di động, thì bạn sẽ không phải thấy quảng cáo xuất hiện khi đang chơi nữa. Ý tưởng này thông minh nhỉ? Khi bạn tắt âm thanh trên điện thoại, pin sẽ lâu hết hơn. Chế độ dùng cũng gây lãng phí điện năng. Bạn sẽ có thể sạc điện thoại nhanh hơn nếu sử dụng cục sạc thay vì sạc từ đầu cắm USB. Đương nhiên là điều đó rất tiện nếu bạn đang ngồi trong ô tô hoặc ở đâu đó ngoài trời và có sẵn laptop, nhưng bạn chắc chắn sẽ phải đợi lâu hơn. Hãy nhập *3*1# và số điện thoại của bạn nếu bạn muốn gọi ẩn danh. Bằng cách này, khi bạn gọi điện cho một người bạn, họ sẽ không biết là ai đang gọi, nhưng bạn sẽ chỉ có thể ẩn số điện thoại trong cuộc gọi đó mà thôi. Khi bạn muốn đưa điện thoại của mình cho bạn bè, nhưng đồng thời cũng muốn giữ bí mật tất cả tin nhắn và dữ liệu cá nhân khác, hãy chuyển sang chế độ khách. Dùng hai ngón tay vuốt từ trên xuống và tìm biểu tượng người dùng ở phía trên bên phải, bạn sẽ thấy biểu tượng thêm khách. Lúc này bạn có thể chọn những tính năng mà bạn cho phép bạn bè hoặc bất kỳ ai đang cầm điện thoại của bạn sử dụng. Smartphone rất linh hoạt. Chúng đang dần thay thế nhiều đồ vật trong nhà. Bạn còn có thể sử dụng điện thoại thay cho điều khiển TV nữa đấy. Có những ứng dụng cho phép bạn kết nối TV bằng Bluetooth hoặc Wi-Fi. Bạn đã bao giờ phải đọc các bài viết trên Wikipedia tiếng Anh về một chủ đề rất phức tạp, ví dụ như cách điện thoại hoặc một số thiết bị khác hoạt động chưa? Bạn có thể dịch chúng sang thứ ngôn ngữ thông thường và dễ hiểu hơn bằng cách chọn phiên bản tiếng Anh đơn giản đấy. Một bài viết dễ đọc và dễ hiểu hơn sẽ hiện ra ngay trước mắt bạn. Smartphone có thể nhìn thấy ánh sáng hồng ngoại. Nếu bạn chiếu một chùm tia hồng ngoại thẳng vào camera, màn hình điện thoại sẽ hiển thị một chùm tia màu tím. Lý do là vì hầu hết các cảm biến trên máy ảnh kỹ thuật số có thể nhìn thấy các tần số ánh sáng mà mắt người không thể. Bộ sạc không dây rất thuận tiện để mang theo bên mình. Với lại, thiết bị này trông cũng rất ngầu nữa. Nhưng nếu pin sắp hết mà bạn cần sạc điện thoại càng sớm càng tốt thì chúng sẽ không hiệu quả và tốc độ như những bộ sạc thông thường đâu. Nếu nhà bạn còn thừa vài cục pin thì hãy dùng cực âm của pin làm bút cảm ứng cho điện thoại của bạn. Nó có tác dụng trên cả iPhone lẫn Android. Vâng, thử lướt qua các ứng dụng, thao tác trên trang chủ, vẽ trong mục ghi chú xem nào. Bút cảm ứng bằng pin có thể làm được nhiều hoạt động gần giống như những cây bút thông thường vậy. Bạn cũng có thể quấn một ít giấy bạc xung quanh cây bút chì để làm bút cảm ứng. Hãy xé một mảnh giấy bạc nhỏ để quấn quanh cục tẩy của bút chì. Và đây rồi, bạn lại có một chiếc bút cảm ứng mới. Mẹo này khá hữu ích vào những ngày lạnh lẽo và bạn đang phải đeo găng tay nên không thể sử dụng điện thoại trong khi lại không có bút cảm ứng. iPad được ra mắt sau khi iPhone khiến cả thế giới điên đảo một vài năm.
Tuy nhiên, máy tính bảng mới là dự án nguyên thủy của công ty này trước khi họ nghĩ ra ý tưởng áp dụng một hệ điều hành tương tự cho điện thoại. Khi bạn muốn chỉnh sửa màn hình chính, bạn sẽ nhấn giữ một biểu tượng ứng dụng và di chuyển nó đến bất cứ nơi nào bạn muốn nhìn. Sau đó, làm tương tự với một ứng dụng khác, rồi một ứng dụng khác nữa. Tuy nhiên, có một cách hiệu quả hơn, đó là chỉ cần nhấn giữ một ứng dụng, rồi chạm vào các ứng dụng mà bạn cũng muốn rời đi. Sau đó, di chuyển và đặt nó ở nơi bạn muốn, như vậy là xong. Ngay cả Face ID cũng không đảm bảo được rằng sẽ không có ai mở khóa điện thoại của bạn khi chưa được bạn cho phép. Tình huống có thể xảy ra đó là có người lấy điện thoại của bạn và cố gắng mở Face ID bằng cách sử dụng khuôn mặt của bạn. Nếu chuyện này xảy ra thì cần nói: "Hey Siri, đây là điện thoại của ai?" Điện thoại của bạn sẽ ngay lập tức dừng lại và người đang cầm thiết bị sẽ phải sử dụng mật khẩu để mở khóa. Nếu bạn muốn âm thanh của iPhone lớn hơn một chút thì hãy vào cài đặt, sau đó chọn âm nhạc. Trong EQ, bạn sẽ thấy tùy chọn ban đêm. Nó sẽ làm âm thanh lớn nhỏ lại, đồng thời khiến âm thanh nhỏ được khuếch đại để điện thoại có âm thanh tốt hơn nhiều. Nếu bạn có AirPods và bị mất một bên, bạn có thể tìm nó bằng ứng dụng Find My của Apple. Nhưng trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng AirPods đã liên kết với Apple ID của bạn. Bạn cần thiết lập ứng dụng Find My trên iPhone. Sau đó, bạn sẽ có thể kiểm tra vị trí cuối cùng của chiếc AirPods yêu quý trên bản đồ. Nếu bạn chỉ mất một chiếc, bạn có thể yêu cầu nó phát âm thanh. Nhờ thế, bạn có thể dễ dàng tìm thấy tai nghe, miễn là nó được kết nối với Bluetooth và ở gần những thiết bị Apple khác của bạn. Chỉ cần chạy ứng dụng Find My vào mục thiết bị và chọn phát âm thanh là được. Để tiết kiệm pin, hãy giữ một bên tai nghe trong hộp sạc và thỉnh thoảng lại đổi bên. Nếu bạn sử dụng AirPods nhiều và nó thường xuyên bị hết pin, thì bạn có thể sạc một trong hai chiếc và tiếp tục sử dụng chiếc còn lại. Bạn có thể sử dụng iPhone để kiểm tra tình trạng pin của cả AirPods và hộp sạc. Cách đầu tiên là mở hộp sạc gần iPhone. Điện thoại của bạn sẽ hiển thị một cửa sổ, tại đó bạn sẽ thấy lượng pin còn lại. Còn một cách khác, đó là thêm widget pin vào màn hình trung tâm thông báo. Widget này sẽ chỉ hiển thị tình trạng pin của AirPods khi bạn đang sử dụng chúng. Hoặc bạn có thể kiểm tra lượng pin còn lại trên Apple Watch. Hãy đặt hộp sạc đang mở bên cạnh đồng hồ. Giờ mở trung tâm điều khiển và chọn mục pin. Bạn sẽ thấy thông tin về pin của đồng hồ, AirPods và hộp sạc. Siri có thể đọc một số tin nhắn mới nhất giúp bạn đấy. Cô trợ lý ảo này sẽ làm điều đó thông qua AirPods. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng điều khiển bằng giọng nói để trả lời tin nhắn. Bạn không cần làm gì nhiều để thiết lập tính năng này cả. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tắt nó đi, hãy vào mục cài đặt, nhấp vào Siri và tìm kiếm, sau đó chọn thông báo tin nhắn. Bên cạnh tin nhắn, Siri cũng có thể đọc các thông báo thông qua AirPods của bạn.